Xin chào quý vị khán giả và kiều bào ở Hoa Kỳ, đang là buổi tối thứ bảy và con mến chào Bố Câm và Bác Phượng là hai vị khách mời của ngày hôm nay của chúng ta. Xin mời hai vị. Ok, xin chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn của chào anh Phượng. Hên quá, bữa nay con yêu quái nó không vô rồi. Chưa biết, chưa biết, hên xui, chưa biết, chưa biết. Ok, anh Cầm chào tí, chào quý vị, chào các bạn. Chào good morning Việt Nam. Dạ. Xin mời chị An Nhiên. À, con chào. Trời ơi. Không sao, anh Nhiên thì cho chào lại nè, bây giờ mới ra kênh. Cho chào lại nè, chào anh Nhiên Thùy Mị, chào anh Cầm, chào tí, chào quý vị, chào các bạn. Ok, chào tái cổ, ok. Rồi. Anh chào lại, tôi cũng chào lại luôn. Chào anh Phượng, chào tất cả mọi người ở diễn đàn, chào tí, chào con nhỏ gái yêu quý của tôi, yêu quái của tôi. Vui 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 vui. Xin mời chị An Nhiên quay trở lại diễn đàn ngày hôm nay. Dạ, con kính chào bố Cầm và bố Phượng Hiền Lành, đó, bố Cầm Ham Ăn. Yêu quái, yêu quái. Bố của yêu quái không kém. Và em Tý và cùng tất cả các anh chị em đang xem live nha. Các anh chị em cô chú đang xem live. Trời ơi. Dạ, cảm ơn chị. Chị bữa nay làm ăn được không chị? Bữa nay hả? Bữa nay thứ vô, bảy vô, thì vô. Cũng... Không, sơ sơ, sơ sơ. Sơ sơ, vô, vô, cũng hơi vô vô rồi đó. Mẹ ơi, khổ quá đi. Mẹ nói là con gái đó nha. Mà tao biết ngày hôm qua nó thấy tao nướng bàn cá lóc nướng trùi. Cái nó đâu có thèm làm đó mày. Nó vô nó ngồi nó ngó. Nó biết nó chạy nước miếng. Chạy nước. Bây giờ chắc là mở đầu chương trình là chắc Bác Phượng với chị An Nhiên để cho bố Cầm báo cáo cái cuộc nhậu ngày hôm qua, thấy từ sáng đến chiều mà thấy im re. Dạ, mời mời bác mời bác bố Cầm báo cáo ơi. Ngày hôm qua được lời mời của một anh bạn phía bên kia chiến tuyến cũ, nhưng mà bây giờ là thân là thân lắm rồi. Mời xuống ăn đám dỗ, đã ăn đám dỗ bà, tức là má của chú ấy. Thì mình xuống với cái tư thế, với cái tâm thế là coi như mình cũng e dè, nhưng mà hôm trước mình cũng hăm he rồi. Tao mà xuống là mày phải làm mấy con cá lóc nướng trùi tao mới chịu. Cái tự nhiên tự nhiên anh chàng cũng lật luôn. Thương lắm, thấy thương lắm, lận lộn rồi đi kiếm thì cần câu các cái câu thấy, nó kêu câu thấy bà luôn, được ba con là ông là xong. cái chỗ ở anh chàng mặc dù là bị tho nhưng mà nó gần cái chỗ trung tâm quá chứ đâu có rôm đâu. Anh cũng lặng, anh xách cái bao chạy thú xuống ruộng là một chỗ đi kiếm anh mua, anh đi về một bao rôm. Thương là thương đó, tội gì trời, tội lắm. Coi là vô xong rồi cái bạn rồi thấy ảnh rồi lui cui tới giờ rồi xong rồi bắt đầu là chúng mình là nước là tôi bà bố là anh chàng đó là rồi xong rồi nước có hồi năm đi theo nữa vui lắm. Hồi năm quay phim rồi thôi thì bố nước một cách rất ư là mình đâu có biết gì đâu, nhưng mà anh chàng kia là thao tác rất ư là chuyên nghiệp để cái vậy nướng lên xong rồi để gì á. Trời ơi, lần đầu tiên ăn con cá nướng cá lóc nướng trùi rồi sao ăn chấm với muối ớt, nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Mà nhất là mình ăn một cái con đá nó đậm chất, một nó đậm chất một cái món mà đặc sản của miền Tây ra. Bây giờ thì người ta không ai ăn, người ta không có để ý tới cái vụ nữa, bởi vì người dân ở ở mình họ thừa thải quá rồi. Họ không không có cần ăn những cái món như vậy, nhưng mà thực chất chính những như vậy, những món như vậy mới là ngon, là bởi vì theo tôi tìm hiểu thì những cái món như vậy thì ngày xưa được xuất phát vào những người đi làm nông, đi làm ruộng á, thì làm ruộng thì không 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 dao, không thớt, không nồi, không bếp, không có gì cả, thì chỉ không muối, không mắm gì hết, thì ra ruộng mà sau khi mệt mỏi rồi thì bắt được con cá lóc, thì đồng bào xong là người ta lấy rơm, người ta thua lên rồi bắt ăn, bắt đầu ăn tại chỗ dưới là muối để làm đó. Nhưng mà chính vì cái chỗ đó nó mới có một cái điều là thực sự là nó ngon, bởi giờ hồi kia ăn để đỡ đói thôi, chống đói thôi, nhưng không hiểu được là họ không hiểu được cái vấn đề ngon đó. Sau này khi mình thất truyền cái món đó rồi mình mới cảm thấy tiếc nuối là ở cái chỗ là nó ngon thật, là bởi vì sao, khi anh luộc, anh kho, anh làm, anh nấu vậy thì cái con cá nó sẽ ra nước, có nghĩa là nó ra nước, nó ngăn không ra nước. Ngược lại thì khi anh nướng nó đâu có chạy đi đâu, thành ra cá nó từ trong tới ngoài nó rất là ngọt, ngọt liệm luôn. Thịt nó dai lắm anh, mà nó khác ở chỗ là con cá, mà con cá nuôi á, cá lóc nuôi thì nó mập lắm, nó bự lắm, nhưng mà thịt nó lại không ngon. Ngược lại mà con cá mà đồng mà bắt hoặc là câu qua kia thì thật sự thịt nó rất là ngon, nó dai giống như thịt dai vậy, ngon lắm.
ăn là nhớ đời luôn. Mà Hay tí tí cho chị hỏi, bố cầm 30 không? giây thôi, là cái tờ Dạ. 100 đô của bố hiện nay là nó đi về đâu rồi? Cũng tôi Còn xài hết cho nguyên mày, khổ còn bán nguyên bán luôn. đấu giá, bán đấu giá. Có Trời khán giả ơi, kêu là bán đúng đấu giá đi. tôi cái đấy ông móc cái tờ giấy 100 đô khè 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 người ta, mà bây giờ chắc nó có yên nguyên vậy rồi phải không? Còn nguyên. Đó có yên nguyên vậy. Đó đó đó, vậy vậy thì Có bây yên nguyên giờ bây giờ nó sẽ có nó còn đẻ ra 110 đồng tiền lời nữa rồi đó. con vậy thì vậy thì kết luận ngày hôm nay là cái đầm cháy khi nói là đúng rồi, bố là đúng là một Việt kiều thất Thất bại bại. à, một Việt kiều thất bại về Không, tới Việt mà không Nam rồi mà 100 đô xài hoài không hết. Đúng hay là quá không hết. Việt Nam mình Bây nghèo thiệt đấy chứ. bây giờ sắp tới là bác Phượng là Việt kiều thất bại số 2 nè, là có hai Việt kiều thất bại đây nè. Chị về Việt Nam là bác Phượng con nghi là bước tới cửa khẩu là không tốn 100 đô tới giờ lúc về đi về về về, về lại Mỹ. Bác quan nghiệt quá, mà cứ mà vô cũng một hai ba Mà hai vô. hai bố với em tí thấy chưa, đến nỗi Ê mày, mà đến nỗi mấy mà trả người tiêu vô mà tao là tưởng trả tiêu xung phong mới là ghê chứ đâu quá chết rồi. Ám ảnh chiến trường mấy chục năm mà hai bố với lại em tí coi nè, người Việt Nam mình á mà còn chịu không nổi với lại mấy 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 mấy, mấy chú mấy bác Việt cộng vậy nữa, ngồi chi rồi. là đại sứ quán Úc, người Úc rồi tổng thống Úc rồi đó qua bên Việt Nam mình á hả. Trời ơi, bị mấy Việt cộng bao quay kiểu vậy sao mà không chịu Một nổi, cũng sao một mà hai chịu ba nổi vô được. Cũng một hai đương ba nhiên. Cái vô nhắc tới cái bác cái ông bác người người Úc Anthony mà đi qua bên Việt Nam mình á, thì con phải nói là lúc đó là con muốn mời bác Phượng bố Cầm với chị An Nhiên lên liền, nhưng mà nhớ là ngày cuối tuần nên là muốn để các vị coi như là nghỉ ngơi, mà rốt cuộc là hôm nay là ngày cuối tuần cũng mời bằng được cho chị An Nhiên với lại bố Cầm với lại bác Phượng. Bác Phượng, cái tấm những cái tin tức mà nhậu nhẹt của bác Anthony nhà nhà bên Úc lan truyền trên không gian mạng có làm cho bác Phượng cảm thấy phơi phới không? Tôi rất là vui anh, và tôi vui hơn nữa khi tôi biết đó là ông đến đây á, cái ông này ông đến đây nó thiệt á, mình phải biết là bây giờ tôi nói chuyện trước khi ông đến đây thì ông ở đâu. Dạ. Thì trước khi ông đến đây á, ông đến Việt Nam á, thì là ông ở cái hội nghị Shangri-La ở bên Dạ. Singapore, là nơi những ông bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ đến đó tố giác lẫn nhau. Mà hơn một tuần lễ này á, tôi nghĩ phải 2 tuần, TV ở nước Mỹ này bao giờ họ cũng lặp đi lặp lại một cái tin mà tôi rất là ý, là bộ trưởng Dạ. bộ quốc phòng Hoa Kỳ không nhận điện thoại của bộ trưởng bộ quốc phòng bộ bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc không nhận điện thoại của bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Mà Ồ. họ nói như vậy là khoảng chừng 2 tuần lễ trước, mà họ lâu lâu là họ mới được lặp đi lặp lại. Nhắc lại nha. Thì rồi đến hôm nọ đó là ông bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ Thomas Lloyd ông lên rồi đứng đó ông tố cáo Trung Quốc, ông giặt mặt Trung Quốc. Người Mỹ mà họ đến đâu cũng vậy, giặt mặt cái chúng tôi không có muốn gây sự với Trung Quốc, nhưng mà chúng tôi không sẽ né tránh bất cứ cái sự tranh chấp với chúng tôi. Họ không có, họ nói thẳng như vậy. Thì thế này là cái chuyện cái sức nóng ở trong cái hội nghị Shangri-La đây, mà tôi nghĩ nhà nước Việt Nam rất hay nha, nhà nước Việt Nam gửi ông thứ trưởng quốc phòng không có gửi bộ trưởng, họ không có muốn chỗ đó như vậy, chỗ này cái người Mỹ bây giờ đó là họ đang thôi. Nhưng mà cái ông này bây giờ mình quay trở lại cái ông thủ tướng Úc này, thì ông cũng ở đó nên là người Úc á, với người Mỹ á, là hai anh em cùng mẹ khác cha. Đúng rồi. Úc á, nó Hay á, là hay á. tội nhân của đất đất mẹ England, the prisoner of the motherland. Còn cái thằng Mỹ này là cái thằng gì? Là cái thằng mà the rebel of the cái thằng phản loạn Tôi rất mẹ. của đất mẹ. Hai thằng cùng mẹ khác cha. Nó quá, ông này ông qua Việt Nam đánh nhau y chang như người Mỹ.
con này á, nhưng mà được được một cái này nè, cái người Úc á, sau khi họ họ rút ra khỏi Việt Nam, họ đến Việt Nam họ đánh nhau mà cái trung tâm họ làm việc á, cái địa bàn họ hoạt động đó là Bình Tuy, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Bà Rịa, Ninh Thuận, Ninh Thuận đại khái như vậy. Họ là những người đánh nhau là rất nhiều, họ đã chết bao nhiêu, là 500 mấy chỗ ông ở đó, ông lính đó. Thì nhưng mà khi đánh nhau xong rồi đấy, họ rút ra khỏi Việt Nam thì họ biết đó, là những điều gì mà người Mỹ, thằng anh cùng mẹ khác cha của nó suối nó làm đó, là điều rất là những điều lừa dối, và đó là những lời mà nó họ nói là những lời lừa dối hao nhoáng. Họ có phản tỉnh đó. Họ thiết lập bang giáo Việt Nam ngay từ năm 1973. Nhưng mà đối với con cái đó là sự phản bội á. Cái đó là sự phản bội. Cái đó là sự phản bội đồng minh quá ta. Theo con, bác Phượng có thấy sự phản bội của đồng minh không? Nó biết chứ anh. Nó biết là bảo vệ cái danh dự của nó, tại vì nó bảo vệ cái trí não của nó. Khi cái chuyện nó... Bây giờ mình ngồi đây, mình quay lại, mình nói là chuyện không phải là cái chuyện mình làm sai. Chuyện là mình biết mình làm sai và mình phải sửa lại. Người Úc khác hẳn với cái người Mỹ là như vậy đó. Họ bước ra khỏi cái chiến tranh Việt Nam, họ biết là họ làm sai và họ đã sửa lại. Và từ đó thành thử ra bây giờ mới có câu chuyện là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập bang giáo. Còn người Mỹ chúng mình nè, thằng anh em cùng mẹ khác cha với nó nè, đến năm 1995 họ mới thiết lập bang giáo. Đến bây giờ là chưa được 30 năm. Từ lúc người nền cái bang giáo của mình với Hoa Kỳ ạ, năm nay mới chỉ được có 28 năm, chưa được 20. Mà mình muốn nói thêm một điều nữa, mình rất là mừng đó, khi mà mình biết là cái ông này sẽ vào lăng viếng bác. Đúng rồi. Cái điều đó là điều là mình mừng nhất và mình thích thú ông nhất. Tại vì cái lăng bác mà chỗ đó đâu phải chỗ làm chính trị anh. Cái chỗ mình đến để mình mình tưởng niệm, mình chiêm ngưỡng về một về một cái lý tưởng của một con người, của những kết quả vĩ nhân, những lời nói của một con người. Chỗ đó không phải chỗ làm chính trị, chỗ đó là cái chỗ mà mình biểu hiện cái sự ngưỡng mộ của mình về một cái điều gì mà mình có văn hóa, mình có. Thôi mình ngừng lại đi. Chắc cũng có, là còn có lẽ là nhiều thứ để bác Phượng còn trình bày, nhưng mà để phần sau. Thế thì riêng bố Cầm và chị An Nhiên cho em vài ý kiến là bố thì hồi nãy trình bày được bố sẽ có đất sau này, nhưng mà chị An Nhiên cảm thấy cái ông này, cái nụ cười của ông ở trên màn hình á, chị không biết là cái máy của chị có thấy được cái nụ cười của ông mà thấy rất là gọi là vô tư. Là cái hào hứng như vậy. Là nhiều năm về trước thì một số bác cực đoan á thì bảo là nụ cười này là nụ cười ngoại giao chưa thực tình lắm. Theo chị thì chị xét thế nào ạ? Thì bây giờ thì làm cho Nhiên lại nhớ lại một cái sự kiện của nhiều năm về trước, là khi mà cựu tổng thống Obama sắp sửa đi qua Việt Nam á, thì như vậy. Nhiên nghe lúc đó là Nhiên nghe một cái người làm trong không phải Viettel, ở bên này không có Viettel mà làm ở trong AT&T á, thông báo lại cho Nhiên á là dài là có kêu là Nhiên cả Nhiên nghe là mấy người anh em mà đi lạc của chúng ta á, người ta chê đồ ăn Việt Nam rồi nhiễm độc, rồi chê đồ ăn Việt Nam dơ bẩn đó. Đó thì đã kể đơn kể trình lên trên cho tổng thống, mà bởi vậy cựu tổng thống Obama mới nói thôi, để tôi là một người gọi là
Đứng hàng cũng gọi là đứng hàng đầu vậy đó. Thôi để tôi đại diện tôi về để tôi kiểm tra lại thức ăn Việt Nam đó, thì tự nhiên khi mà ngài qua tới Việt Nam á thì Nhiên lại nghe mật vụ báo là ui bà biết chuyện gì chưa, là cựu tổng thống, là tổng thống Obama đi vô ăn bún chả Hà Nội. Thì ôi trời ơi, sao mà ngài gan quá vậy, trong khi ở bên này á thì hả thức ăn của tổng thống hay là cả cả thư mật lận mà trước khi đến tay tổng thống là phải có người ăn trước nha, có người ăn trước tại vì Rồi. sợ bỏ độc, sợ bỏ độc. Đúng Nhưng mà rồi. nhiên ngạc nhiên, ủa sao tại sao ông ta lại vô trong cái quán ăn bình dân mà bán gọi là bún chả Hà Nội nữa, lại ngay trung tâm thủ đô của cộng sản nữa. Ôi trời ơi, thế Mấy chà ông ta mấy mấy ăn mấy về mấy chà ẩu mấy mà ẩu ông ăn về xong xuôi rồi mà nó thì ngang nhiên nhiên chờ đợi cái thứ là ông về là bị như kêu chết ông rồi, có đau ông về bụng một thế nào cũng đau bụng nhiễm bao, tại vì bên này là anh em của mình đã thông báo với ổng rồi mà ổng không nghe. Bên này kia chứ chết rồi tổng thống mình đi ăn như vậy giờ sao đó, ghê. Đến bây giờ cả chục năm rồi chưa có thấy nhiễm độc, thì không bây thấy giờ tới gì kia không thấy gì hết. Thì ngày hôm kia á thì cái người mà làm ở trong AT&T lại nói tiếp, nhiên nhiên kỳ này á là anh em cùng cha khác mẹ với lại nước Mỹ á, nào Mỹ với lại bây giờ là tới phiên ông Úc, ông Anthony, kêu thì đó kêu ông Anthony này nè, ông không tin lời của các cụ. ông cựu, không tin lời của cựu tổng thống Obama. Ông về Việt Nam không biết chuyến này ông thử món gì, cái sáng nay nhìn thấy rầm rộ luôn. Ồ thì ra ông thử bia, tại vì lúc trước là mấy ông bên này kêu là bia của Việt Nam mà uống cái quỷ quái gì đó, Đúng đúng thì rồi, đúng ra rồi, ông cái này thử em xác nhận luôn. đó, bia Việt Nam nhớ uống nhớ dở thằng nào luôn ta, cái thằng nào, à. quỷ quỷ nào, quỷ nào nói ta, quỷ nào, à đúng rồi, tiến sĩ cũng là tiến sĩ Thì Nguyễn đó, Đại. tiến sĩ đó, Tiến sĩ. thì đó chị định nhắc đó là tiến sĩ, nó ui bia Việt Sao Nam nó uống cái ngộ gì. Thì bây giờ đó, tự nhiên có người đến đến Việt Nam rồi lại 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 là uống bia đem hơi bia luôn, một uống cả bia hơi Việt Nam mà ngồi vỉa hè uống bia hơi bia luôn, hơi ngon nha bác thì Phượng, bia sốc. hơi ngon nha, Cái này mình ngon. phải ăn mà nó tí uống chứ, tí chị sốc, mình chưa uống. hai tập luôn, tí tập một là đã sốc rồi, Quá luôn. tổng thống Obama bây giờ sốc nữa, sốc tin này sốc đến tới ốc luôn nguyên ngày nay luôn Sốc tay ốc, sốc tay ốc. đó. Hay 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 bố, bố bây giờ thằng em nó qua bên đây nó chơi mà bố đi thủy thò vậy là không được rồi, rồi Thì mời bố đó, đi thì bố có lỗi vậy đó. chia Đầu sẻ tiên đi. á, đầu tiên thì bởi vì thì khổ quá, những người mà phía bên kia thầy nói câu gì ra giống như là bỏ vô cái lò xo vậy, hay nói gì xong rồi cái lò xo nó băng văng vô mặt luôn. Bởi vậy rõ ràng nó làm bực mình, nó không có thứ gì mà không nói chê Kinh cái đoạn khủng. ngộ độc gì, cái đoạn ngộ độc nhưng mà đâu phải thường dân thường như tao ăn hay là e con ăn hay là cái bố ăn thì cái chuyện bình thường. Đương kim tổng thống Obama mà đi ra ngoài đường chung vô cái tiệm trà bún bò, bây giờ bún chả cá mà ăn 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 đá còn để mà không qua cái nhân viên ngự thiện trước khi vô ăn phải nếm thử con cái đồ độc, độc là cho mày chết luôn Đúng. cũng được nữa, đúng không? Là ăn tẩu ăn ẩu ăn tả ngày hôm qua tao đã dặn nó rồi, chờ tao về để trên nó đi, trình quốc thư thì cũng tự vừa, tao đang bận ở Mỹ Tho Trời kêu vừa trời anh, ờ chờ đặc anh đặc về, đặc đặc chờ biệt anh về. kiểm điểm bố thôi, kiểm điểm bố bố vậy là bố vô trách Đúng rồi, cho chết nhiệm. chết không phải với tao với tao em phương xa. thì đó. Trời ơi thằng em phương xa bố ăn đậu lạc rang với bia hơi thôi, nó chưa có nếm Thịt ba thịt chỉ. cá lóc, thịt ba chỉ gì, cá Có lóc nướng trôi, cá lóc nướng có trôi ông dĩa thịt ba chỉ kìa. Có mà đâu có ngon bằng cá lóc nướng chua của tao. Trời ơi khổ quá vậy, tôi tính để tôi đem về cho nó con mà nó là lỡ đăng mẹ nó rồi sao sao giờ chưa, nó khổ bia không xin dế gì, rượu đế miền Bố Tây, rượu đế miền Tây mới là hết sảy, trời ơi khổ cùng lắm. mà nói thiệt chứ hai hai người này cũng làm vậy coi không được, tại vì ở bên này á mấy người kia đã nói là thức ăn á thì dơ bẩn mà nhiễm độc, rồi bia á, thì chẳng ra gì, vậy mà hai ông đại diện cho hai loại thức ăn và bia về thử hết trơn hai luôn hai hai ông người đại này. diện cho hai quốc gia mới là ghê chứ Thì còn hai quốc người dân gia đó, người thì kêu thường. thôi để tôi thử thức ăn, ông kia kêu ông thử thức ăn rồi thì tôi phải thử thức uống à, Bia hai đúng ông làm rồi, luôn. Ừ người thử thức ăn xong ông kia kêu bia ồ tôi không tin, bây giờ tôi phải uống thử bia mà hơi nó thì xem ngộ này, sao. nó uống bia hơi mà làm như tưởng nó hút bóng cười hay sao rồi nó cười hoài.
Đây 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 đưa đưa cái mặt đẹp, cái mặt đẹp trai đúng chứ bộ đó, cười 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 vậy còn nói chuyện với thằng dân nữa nè nè Tý, đúng đúng mấy cái này dân thường đúng rồi đó, cái này em dân thấy thường không Tý, em thấy cái điểm khác lạ của những của khi mà ông sống tại nước không, có nghĩa là kể cả tổng thống Mỹ này nha, mày làm gì tổng thống có là được ăn an ninh mật ăn vụ là uống phải đứng xung là quanh an ninh á. mặc dù hết xung quanh, không có mà dân hả, dân mà không ai đi dám đến gần nha, mà khi mà mấy ông này qua tới Việt Nam á, xung quanh là dân không à, mà chị người người dân nào cũng cũng hòa đồng hết. chị nhắc này em mới nhớ, an ninh mật vụ của Úc qua bên đây là coi như là lái Grab với lại lái xe taxi Đó thì thấy không, bởi vậy hai ông này cảm thấy rất là lạ. Ê, mà không chừng tương lai á, bố bố chuẩn bị dẫn đi, con nghĩ là tương lai là về qua khi mà hai ông hết nhiệm kỳ, hai ông về Việt Nam kiếm một mảnh đất mua kiếm đất bố phải gặp tao chứ gặp ai nữa nó, giờ kiếm bố qua qua nhà cô bé mua gạo, qua nhà cô bé mua gạo tại vì ở bên nước ngoài hai ông này không được cái cảnh tự do thoải mái giống vậy, không đi được đâu, không về được đâu. về tới Việt Nam lại được ngồi hòa nhập cái kiểu vậy, trời ơi thấy bây giờ hai ông muốn ngồi kiểu nào cũng ngồi, cũng không muốn ăn muốn nói kiểu gì cũng không có bị mà chỉnh sửa luôn á, không Cho em có ý bởi vậy kiến thấy nha, nụ cho em cười có ý kiến nha. đúng Người Việt mình ở đây á là welcome mấy ông này qua. Còn mấy ông mà chống tụi mình á ở bên bển thì kêu chứ, tao bên đây là tao chửi thủ tướng, tao chửi tổng thống, ủa gì kỳ vậy? Tức là tự nhiên cái tao nói câu kỳ, tao sao chửi thủ tướng tổng thống, ta có bị gì đâu chửi, bậy mà bạ em không à. thấy mà tí em thấy không, nguyên thủ quốc gia của những nước khác qua Việt Nam mình á được chào đón vậy chưa, mà nguyên thủ quốc Rất là gia của hiền mình á thành. qua bên này á lại bị những đứa Ừ. con á hả kỳ cục Dí dí đó, theo biểu tình, dí theo biểu dí theo tình. biểu tình mà cứ 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 đòi cắt đòi 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 cái này đòi cái kia đó, Đó thì đã bây giờ tới dân Úc biểu tình đi, nó lạ dân lẫm Úc gì biểu đâu. tình ông biểu tình ông thủ tướng. Dạ mời mời bác Phượng. Cho nói chuyện cho ăn uống nào. Dạ. Nói chuyện ăn nhậu Việt Nam á thì mình thấy là có một cái văn hóa Việt Nam rất là tốt, đó là mấy ông thủ tướng đến Việt Nam mà ai cũng thấy tự do thoải mái. Thế thì mình mới quay lại coi là bắt đầu là mình ông cái lúc đầu tiên đó ông tổng thống Bill Clinton đó, ông đến Việt Nam thì cái chuyện ăn uống của ông sao? Tại vì cái chuyện mà lúc lúc đó là mình không có tin tức gì hết. Thế thì giờ mình có câu chuyện này mình kể cho anh nghe nào. Thì cái hôm mà trước khi mà bàn việc xong xuôi với tất cả nội các xong rồi đó, thì ngày mai ông Clinton bay về Mỹ thì ông hỏi anh câu là khi mình đến đó mình có ăn uống cái gì không, mình ăn uống cái gì ở đó không, thì nói đâu ở trong cái nội các của chả đâu có ai tới Việt Nam bao giờ đâu, đâu có nào nói gì đâu. Thì lúc đó ở trong đó là có ông McCain, John McCain á, thì ông John McCain ông nói anh câu là tôi có ăn ở Việt Nam mấy năm nhưng mà ăn cơm tù không, thành thử ta không có dám giới thiệu. Có khi nào mai mốt tương lai là bia hơi của Việt Nam mình được xuất khẩu qua Úc không ta? Không chừng Có đó, ở chỗ nha. bộ khu khu ấp 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 chiến lược của em là có bán rồi, ấp chiến lược ở trong ấp là có bán rồi, nhưng mà chưa phổ biến cho người người Tây, người Việt thì có mà người Tây chưa. Nó có Sau cái cái sự này kiện này không chừng bia hơi Việt Nam nổi tiếng à. để nói nghe nè, nổi chừng à. bia Quan đó ngại, ô bia quan hơi thì ngại. không thấy, nhờ bia Đúng chai thấy có rồi. Thôi con quan ngại vụ này lắm bố ơi, nữa mai mốt thiệt hết sức là quan ngại cái vụ bia hơi Việt Nam. Giờ nè, Mấy mấy ông qua mấy ông ghiền. I know, thì khoan đợi. bây giờ vậy nè, thì cái ông Clinton á khi mà ông qua Việt Nam mà không ăn uống gì hết, báo chí họ không nói gì hết, tức là ăn đồ ăn thức ăn của bên Mỹ họ mang qua. Bây giờ Hả? ông tính Thì đến Tiếc cái đời của cái ông Bush rồi đó, ông Bush con đó, thì ông có qua Việt Nam mà, thì là ông này là con lính ma lính kiểng mà, ông chứ. phi công lái máy bay thì có biết ở Sài Gòn, biết cái này cái kia, thì hỏi bạn bè thì bạn bè nó mấy phi công mà nó uống bia chứ làm gì, vô snack bar uống bia. Đúng Thì rồi. là ông Bush rồi đó, ông biết cái chuyện đó, thì lúc ông họp xong ở đâu mà bắt xong cái ông vô Sài Gòn. Tôi thấy là lúc đó là ông ăn vào cái tiệm gì ở đường em của cô em của ông Trịnh Công Sơn, em gái của ông Trịnh Công Sơn, rồi uống mấy chai bia. Tôi đại khái vậy. Thế là bắt đầu Ồ. tổng thống Mỹ mà bắt đầu tổng thống Mỹ mà bắt đầu họ uống bia ở Việt Nam là cái đời Bush đó. Thì rồi sau đó Dạ. rồi tất cả mọi người đều là tổng thống Bush mà uống được cái gì mình tới mình kéo chút. Mà anh biết là tất cả các tổng thống có cái ông nào mà thấy tội nghiệp tuổi nhất không?
không, Bill Clinton chứ ai, Bill Clinton chưa 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 được thưởng thức đồ ăn Việt Nam. Tao có công tao đi trước, tao mở tiền trạm cho bên tao mà tao không được một cái gì cả, thì bởi vậy ông tiếc hồi hồi luôn á, nói thiệt. Bây giờ tự nhiên hai ông kia được về hồi hồi nhiều thứ rồi, tiếc lắm, sung sướng cuộc đời mà tao không được gì hết, mà công ta công đi đầu mới là kỳ không. Ai biểu cái bộ tham mưu lúc bây giờ nói một câu là tôi chỉ ăn cơm tù từ trước đến giờ thì cha này sao dám. cha này sợ ăn rồi nói lỡ cơm tù nó dở. Mà thở xưa do cựu tổng thống Bill Clinton bị nịnh thần nói, bị mấy người kia nói chung là dẻo miệng quá, nhưng mà tới phiên cựu tổng thống Obama, ông ta rút kinh nghiệm liền, ông ta kêu chứ ồ trời ơi, bây giờ hả, mình thôi giờ mình là đại diện cho nước Mỹ để mình thử thức ăn Việt Nam nhiễm độc cỡ nào, phải không? Đó, để mà mình có cớ mà mình đánh vô nhân quyền Việt Nam luôn. Ông ta vừa đem ông ta ghê đúng không, im luôn. Nhưng mà ăn xong xuôi rồi á đi về, ý tưởng hay dữ. Hiện tại bây giờ ông ta lại cảm thấy tự hào nha, tại vì cái bàn ăn của ông ta á được á cái người chủ quán đó làm riêng luôn, và ai cũng vô chụp hình review hết, đây là bàn ăn của cựu tổng thống Mỹ Obama. Đó, ông ta tự nhiên nổi tiếng, cái bàn đó nổi tiếng, ông ta kêu chứ trời, mình ngồi mình ăn không mà Việt Nam lại trân trọng mình cái kiểu như vậy, cái bàn cũng để riêng cho mình luôn. Đấy, mà đã vậy cái bàn ngồi ghế đẩu nữa chứ chán. Dân Việt Nam thì không vừa gì đâu, dồn qua dồn lại thấy cha này không mà tính nói nhân quyền không, còn tráng họng thì mày chết mẹ mày luôn đó. Gấp miếng tàu hũ, gấp miếng tàu hũ. Anh con trắng mắm tôm nữa mi. lấy đũa cái tài cho mắm tôm thấy không, cái tài cho mắm tôm thấy không. Đậu hũ lứt ván, đậu hũ lứt ván. rồi cái mấy ông bên này kêu chứ chết rồi, chiến cái ông về chết, cho ông coi không nghe lời tôi. Cái bây giờ cái ông kêu chứ tao mà nghe lời mày là tao mất đi một hương vị cuộc đời tao rồi, phải không? Tổng thống đến bây giờ ông mới cắt ngay này... những cái phần viện trợ, những phần tài trợ. Đúng rồi. Này, An Nhiên với bác Phượng nói nghe té ghế luôn. Này, có một cái đặc biệt nhất là ở nước sở tại của họ, nha, ở đây tôi nhấn mạnh cái điều là ông thủ tướng này không dám ra đường ăn kiểu này, chính là nhà của mình ấy, mà không dám làm điều này, mà nhiều người ghét lắm qua, mà qua Việt Nam mình nó trời ơi nó ung dung, nó tự tại, nó làm như nhà của nó không bằng vậy. Vừa phải thôi chứ mày, trời ơi. Bữa nào tôi lấy cá nóc nướng chui tôi nhét cho họng mà tôi biết thế nào là lễ độ đó mà. Nhưng mà theo về rồi gọi đen. Theo bác Phượng là cái ngoại giao bia hơi này nó có sẽ tiên phong cho cái ngoại giao bia hơi sắp tới trong tương lai không? Nếu mà cái ngoại giao bia hơi này được phổ biến á. Tôi nghĩ là đó là cái điều... Tôi đổi lại ngoại giao rượu đế đi. Thôi cha. Rượu mạnh. Rượu mạnh quá quýnh gục. Rượu mạnh quýnh gục. Trời nóng chán chán về ông chơi bia ông rượu đế sao chơi nổi không? Dù ông mới xuống miền Tây, ông bị Việt Cộng với quýnh gục, rồi bây giờ ông về đây ông dụ mấy ông chức sắc vô trồng hay gì. Thì cái ngoại giao bia hơi này nó có cái điểm gì mà bác Phượng cảm thấy là nó sẽ là tương lai của ngoại giao của cây tre không? Thì uống bia dưới gầm tre là quá ngon rồi. Dạ đó, cái đó là đúng rồi đó. Có dằn cái giọng là thôi tuyệt vời luôn. Đi Việt Nam anh. Ở trong cái lúc này là dầu sôi lửa bỏng thế này nè, nhà nước Việt Nam bây giờ là mình cái chuyện đầu tiên mà tôi thấy là như ở cái hội nghị Shangri-La thôi, khi mà cái câu chuyện nó nóng lên đấy thì cái điều đầu tiên người Việt Nam làm, nhà nước Việt Nam làm là hạ nhiệt nó xuống, mở một cái van ra, rõ ràng là như vậy. Bố cầm con với bố phải xin lỗi kìa, ở dưới có một khán giả nhắc nhẹ kìa là lúc mà cựu tổng thống Bill Clinton qua có ăn phở 2000 kìa. Xin lỗi cho ai nghe là ở trong miền Nam, ở trong miền Nam. Chợ Bến Thành. Cái chợ Bến Thành. Ôi mình có lỗi, mình có lỗi, mình phải xin. Nhưng mà cũng con cũng cung cấp thông tin là cũng xin lỗi khán giả là cái thứ nhất, nhưng mà cái thứ hai là cái ông Clinton ông ăn lúc đó không có được thoải mái nha bác Phượng. Có mật vụ đứng hai bên với lại có cái lúc đó nó bế rồi kỹ lắm chứ không có như ông thủ tướng này với lại mấy bác sau này. Đấy mấy bác sau này thoải mái lắm. À
tao nghe không chửi, tao nghe không chửi quá chừng luôn. Thì chửi sao? Thì rõ ràng. Chửi chửi anh. Tụi bay đi chỗ khác chơi đi, để tao ăn tự nhiên ngon miệng. Tụi bay làm quá, tao không có được gì hết. Mỹ đó, dạ. Để sắc rách ra cành á, trời ơi mệt lắm. Ăn uống. Hai anh em cùng đâu. Cha anh chị chúng con họ có nói chuyện với nhau, làm việc với nhau mà. Có. Dạ. Thằng em thấy mình làm sai rồi, bây giờ sửa lại. Còn thằng anh vẫn còn cứng đầu. Ồ. Đến năm 1995 nó bắt đầu làm lại. Dạ. Thì đến bây giờ là mới chỉ được có 28 năm thôi chứ chưa được 30 năm. Không, mà mình cũng phải hiểu cho là lúc đó là cái sự gọi là vừa sợ mà vừa gọi là cái cảm xúc của tổng thống cựu tổng thống Bill Clinton lúc đó nó khó tả lắm, tại vì đúng rồi. Tại vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mà mình đã từng có phạm gọi là có những cái tội lỗi đối với rung lắm. Ông ta cũng có những cái sự sợ hãi thì mình thông cảm thôi, đúng không? Bác Phượng tính nói gì? Chắc chắn thế nào? Ông Bill Clinton đó, khi mà ông thiết lập bang giao ở phía Việt Nam, ở ngay trên đất Mỹ đây nè, rất yeah. nhiều kẻ thù chống lại ông. Wow. Rất đúng nhiều. Rồi. Và áp lực lắm đó. Ông kinh nhất là những người Việt kiều lúc đó còn tụ lại dưới lá cờ vàng. À, tức là ngay cả con dân của mình còn chống mình nữa. Con đây là những người con của đất Mỹ này rất là tiêu diệt ông một cách rất là tàn nhẫn. Tại lúc đó khí thế còn rất là cao mới mà. Dạ dạ đúng rồi. Nên để mình thưa một câu chuyện nhé. Thì đến bắt đầu ông Bush đến năm 2000, đến khi mà nước Mỹ đã bị tấn công bởi cái 9/11 á, đấy thì yeah, Việt Nam yeah. có gửi đến một người có được chọn, đời ông Bush thì có chọn cái ông đó là ông Đinh Việt, ông ấy là thứ trưởng bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cái việc nhưng mà cái việc mà ông làm á thì phải được Thượng viện chuẩn chi chấp thuận. Thượng viện Hoa Kỳ mới 100 người phải bầu cho ông, mang ra ngoài đó người ta bầu thì mới được làm. Yeah. Khi ra đến Thượng nghị viện Hoa Kỳ, 199 lá phiếu bầu cho các ông Đinh Việt này, một cái lá phiếu duy nhất còn lại chống lại ông là cái lá phiếu của bà Hillary Clinton. Tại vì cái ông Đinh Việt này đó là ông đã làm đầu đảng cho mấy ông Việt này phá hoại cái đời của ông Bill Clinton. Thù hận cái ông Bill Clinton kể từ cái ngày ông Bill Clinton. Wow. Đấy thì để mình nói với anh thế này nè. Nhưng mà ông Bill Clinton á, ông là một con nhà nghèo, bà mẹ đơn thân, một mẹ một con, nuôi ông ăn đi học, ông không có muốn đánh nhau Việt Nam. Con rất là nghèo, thành thử ra ông phải học giỏi. Nhưng mà thế này nè. Yeah. Ngay trên đất Mỹ này người ta sống cũng rất là kinh khủng. Yeah. May lúc đó ông có ông John McCain với lại ông John Kerry. Hai người đó làm việc, hai người là chính trị gia, cấp đó là nặng kilo của đất Mỹ rồi, đứng ra bảo vệ họ. Yeah. Tại vì hai người đó có trực tiếp tham gia vào chiến tranh Việt Nam. Thành thử ra yeah. ông Bill Clinton và ông Mick làm nổi được cái việc đó. Thì ông yeah. ngay từ lúc đó là cái chính phủ Hoa Kỳ này đã ghi nhận cái sự phản bội của những đứa con của họ, những đứa con nuôi của họ khi họ còn tụ lại dưới lá cờ vàng. Ngay lúc đó là... Cái tư liệu rất quý giá, cảm ơn bác Phượng nha, cái này hay quá, cái này con không biết luôn á. Thì bây giờ mình nói thêm một tí xíu nữa về yeah. ông Tổng thống Bill Clinton. Yeah. Nhưng mà sau khi một thời gian đấy, ông bang giao lại với Việt Nam rồi đó. Ông, khi mà ông về đến Việt Nam, ngồi dưới tượng Bác Hồ, bên này là ông Trần Đức Lương. Yeah. Anh em chụp cái hình ra, hình ảnh tất cả mọi người có, người Việt kiều của mình ngoài này, báo chí trên này. Mang cái bức hình đó, Clinton quỳ phục dưới Cộng sản Việt Nam. Những người ở đây này. Dạ, yeah, đúng rồi. Thì thế này, đến khi mà ông hết cái nhiệm kỳ của ông, thì ông cứ đi qua đi lại Việt Nam rất nhiều lần. Tại vì ông cũng, ông hiểu, ông là con nhà nghèo, ông hiểu cái sai của cái đất nước này. Yeah. Ông đang cố gắng một mình ông lúc đó không có làm tổng thống, cố gắng ông hàn gắn lại cái xây dựng và hàn gắn cái vết thương và xây dựng một cái tình bạn.
Ông Bill Clinton là cái tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam và vào lăng viếng Bác. Dạ. Tôi nghĩ kể từ đó đến bây giờ mở đầu cho những cái câu chuyện là tất cả biết bao nhiêu lãnh tụ của thế giới đến Việt Nam ghé thăm, rất nhiều người đến vào lăng viếng Bác. Đấy là mình, tâm tình của mình ngày mình nói chuyện tới bây giờ. Dạ. Rồi mời bố Cầm với mọi chuyện nghe. Thì nói chung thì cũng bắt đầu từ ngày mà Bill Clinton sang Việt Nam mình để mà cởi bỏ cái vấn đề cấm vận của Việt Nam mình, thì người đầu tiên mà cũng hình như tôi nghĩ là chắc là cũng có một sự yểm trợ của ông Joe McCain rất là nhiều. Nhiều chứ anh. Nhiều lắm. Nhiều. Vì cái chỗ đó thì coi như là thôi mình chấm cho một điểm đi, một điểm thôi. Có nghĩa là cũng vì chỗ đó bắt đầu từ đó thì cái mối băng giao quan hệ của Việt Nam với Mỹ nó tái lập lại một cách là nó không, đầu tiên thì nó nhẹ nhàng, nó không bình thường, rồi từ từ nó nâng cấp lên, nó từ từ bình thường quá rồi các cái, rồi bình thường rồi xong là hợp tác toàn diện rồi các cái rồi. Nhưng mà những ngày tháng sau này thì họ cần đòi, càng nó thấy Việt Nam mình có một cái gì đó mà họ cảm thấy họ háo hức và họ cứ ước muốn là Việt Nam mình phải hợp tác toàn diện rồi nâng cấp quan hệ rồi như quân sự gì đó cái. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình cua đào cua gái, mình cua nghệ cũng vậy, cái gì cũng phải từ 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 có không quá chậm quá, tao nhát mình bỏ tao đi sao rồi. Mới có 30 năm, tôi chưa tới 30 năm mà la úp dùm. Chưa gì hết đòi. Đòi quá trời đòi. Tấn từ từ. Từ đầu năm tới giờ mà cách mấy chiến luôn. Vừa phải phải thôi. Tao nói như vậy để mình hiểu rằng cái những lúc gần đây cái sự cái giá trị của đất nước Việt Nam mình càng ngày nó nâng cao trên cái vấn đề kinh tế của thế giới, hoặc là những cái mà tiếng nói Việt Nam mình có cái sức mạnh. Mà ngay bây giờ thì cái ông là tổng thống của cái thằng cha Thổ Nhĩ Kỳ đã từng nói, có nghĩa là Việt Nam hiện giờ là một cái cán cân của thế giới, chắc không ai khác để hát là như vậy. Họ đưa mình lên một cách như là vĩ đại. Thì từ trên đó thì tất cả những cái đất nước mà coi như là hiện giờ trước thù địch của Việt Nam mình phải cúi đầu vào lăng Bác để mà thăm, rồi xong cúi đầu những cái bông hoa, chẳng hạn như là dù muốn không tao cũng thấy Putin là cái ông Putin đại đế, ổng còn phải nghiêng mình Putin đại đế phải nghiêng mình đặt dòng hoa. Bố Cầm bây giờ dùng mấy cái thuật ngữ đọc nhiều. Ổng rất là cập nhật luôn á. Đúng rồi, bởi vì tao nói tao thật mày, coi như cái ông là thủ tướng nước Úc này qua đây thì nó cũng chuyện bình thường thôi. Anh ta cũng dặn dò rồi, có nghĩa là từ từ để giải quyết, có làm gì mà gấp dữ vậy, tụi bay thiệt tình có. Rồi mình thấy ấn tượng là ở chỗ cái ông này ông ra phố ông bị hơi với ông ăn lạc rang, mặt cũng tươi rói rồi đúng không? Tươi rói rồi, nhưng mà nó có một cái khác biệt nhất là hồi nãy nhắc đi nhắc lại hoài, ông là người Úc và ở tại đất xứ Đức Úc của ông, và người các bạn cái mái nhà của ông đấy, ông cũng không bao giờ mà có cái sự gọi là tự do ăn uống, tự do ngồi vỉa hè, bởi vì ở Đức Úc của ông mà ông mình ông ra phố không, ông không có gần vệ đi theo, ông cũng sợ thấy bà tổ luôn chứ đừng nói chuyện đúng không. Nhưng mà bác Phượng cho ông hỏi là không lẽ ở bên nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ hay ở Úc như vậy, người ta khách sáo dữ hả? Không phải trời ơi. Thôi là gì? Đi đâu? Rong rủi hành trình đi chơi nữa. Khổ. Rồi, bye bye. Rồi bye bye. Ok. Rồi, bye. Đi vô vô dễ. Chào tất mọi người, lại đi ra ghi tiếp tục đi ăn đồ biển nữa. Trời ơi. Đời tao thì khổ quá trời. Cái mặt thiểu nè. lại tiếp tục lại tiếp tục mà bảo tồn $100 bảo tồn $100 đi để trễ rồi, hú quá đi để trễ. Qua Việt Nam thì ông đã bị một cái làn sóng của những người chống cộng bên này chỉ trích ông rất là nhiều, và khi ông về lại Mỹ sau những cái sự sau những cái áp lực như vậy thì ông mới bộc trực ra và ông nói ra một câu nói mà đến bây giờ mà chúng ta dùng câu nói đó của ông để mà đập lại những người kia, là ông nói một câu rất là để đời, có nghĩa là
Các ông á, là những người đã phản bội quê hương tổ quốc của các ông. Thì đến ngày hôm nay hè có gì chúng tôi lại tin các ông như đó, thì các ông cũng sẽ phản bội lại chúng tôi đó. Thì cái câu nói của cựu tổng thống Bill Clinton đó đó đã khẳng định chắc định những cái đó, có nghĩa là những người này không đáng để cho chúng ta tin cậy, cho người Mỹ tin cậy đó. Thì ông thì sau cái sự chỉ trích của những người chống cộng bên này nhiều quá, nó làm cho ngài ngài phải thể hiện, ông ta phải thể hiện là cái quyền lực của mình chứ. Tại vì tao đang là tổng thống mà tụi bay lại hả chỉ trích tao như vậy, trong khi tụi bay là đang đang ở bên đây hả, ăn gọi là ăn nhờ ở đậu mà dám nói như vậy, phải không? Ông ta phải thể hiện cái quyền lực ngay. Và câu nói Đúng. của ông ta để đời cho đến ngày hôm nay, và khi khi mà những người đó nói cái gì đó thì chúng ta dùng, thì nhiên cũng thấy các anh chị em chống luận điệu xuyên tạc cũng dùng lại câu nói này để mà chống lại những cái luận điệu đó của họ, thì rất là hay đó. Cho nên Theo là cái theo cơ quan an ninh mạng báo về thì hiện tại thủ tướng đang ở trong phủ chủ tịch sau khi viếng thăm Lăng Bác hôm ngày hôm nay, thì không biết là bác Phượng nghe cái tin này có mừng không, tại vì hồi ban đầu mình cũng Wow, không xúc rõ là động chứ, ngày nào. Dạ, xúc động chứ. xúc Mời động. mời mời bác Phượng có vài lời về điều này ạ. Mình rất mừng ấy. Họ đến đó, ông thủ tướng Albanese, ông đến Lăng Bác, ông viếng Bác, không phải là ông làm chính trị, ông đến đó ông chiêm nghiệm về một cuộc đời, về một lý tưởng của một con người. Từ nhỏ mình cứ tính là từ lúc mà Bác Hồ rời khỏi Việt Nam ở trên cái bến Nhà Rồng, đi vào thế giới để tìm hiểu người da trắng, để rồi với một mục đích duy nhất đó, là giành lại độc lập và thống nhất của nước nhà. Bác bỏ, hy sinh cuộc đời của Bác, và Bác đã làm được cái chuyện này. Tất cả những lãnh tụ không có ai có được một cuộc đời như của Bác cả, nhất là lãnh tụ về chính trị, ai cũng gia đình rất là lớn, rất là nhiều con cái. Ngày Bác mất đi, người Bác chỉ có bộ quần áo, đôi giày. Bác không có muốn giữ cái gì cho Bác, những gì Bác xây dựng vừa lại Bác chuyển lại cho con cháu phía sau, ai cứ xài gì đó xài. Thưa với anh, ở trên cái thế giới hiện tại bây giờ này, không, anh sẽ không có nhìn thấy bất cứ một lãnh tụ nào của bất cứ quốc gia nào có một cuộc sống, chọn một cái cuộc sống mà để có thể dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho đại chúng cả. Không có thể nào. Họ có thể làm được, nhưng mà bao giờ bên cạnh họ cũng chia ra một cái nghị lực của họ cho gia đình của họ. Riêng một mình Bác. Đức Phật ngày xưa ông cũng có vợ có con. Tôi nghĩ Chúa Giê-xu cũng có Phật, cũng có vợ có con, có gia đình, có cái này. Nhưng mà Bác chấp nhận cuộc sống như vậy để Bác hiến dâng cả cái gì về trí não của Bác, về cơ thể của Bác, để mà Bác dựng. Tại vì mình là người nô lệ, cái người da trắng là cái người đế quốc, là những người là chủ, nô lệ với chủ rất là khác xa. Hồi chiến tranh, hồi đệ nhị thế chiến, hồi chiến tranh đệ nhất thế chiến ở hội nghị Versailles, Bác đã lặn lội vô trong đó, bắt giữ để đưa những lá thư, những cái bản đòi biểu người Pháp làm cái điều, đòi hỏi người Pháp làm cái việc này việc kia, đòi hỏi người Mỹ phải làm cái việc này việc kia. Bác tranh đấu cho cái Việt Nam từ lúc đó đến bây giờ, thì mà Bác không có giữ lại gì cho Bác cả. Ngày Bác mất, Bác chỉ có bộ quần áo thôi. Thì tôi nghĩ đó, cái ông thủ tướng này đến đó để chiêm nghiệm, là chiêm nghiệm một cái nền văn hóa Việt của Việt Nam. Ở nơi đó có một người lãnh đạo họ tận tụy với cái dân chúng của họ như thế. Có thể là lúc mà đứng ông khấn Bác như vậy, là có thể là con mong chỉ được 1/10 của Bác là dân con họ sướng. chí lý quá. Chí lý bác Phượng nói rất là thâm, tức là rất là sâu ở cái vấn đề này. Đúng rồi. Mà đấy là cái chuyện về
kính trọng. Còn cái chuyện vui đây, tôi thấy người Hà Nội mình họ khéo thật đó. Cái bia mà mới uống đó, đó là lúa mạch đó, thật là mua thẳng từ bên Úc qua. Ông có nói về mình mới biết lúa mạch là mua bên đó qua. Cái hộp cái hoa hoa lúa mạch cái hoa lúa mạch thì cũng ở bên đó qua thì mới có bia mà làm mà một mình nhìn cái bàn nhậu của ông mình thấy rất là nhìn cái bàn ăn của ông mình thích rất là thích thú. Công nhận đó là người Hà Nội họ tinh tế đấy, dựng lên ba cái hai cái thùng bia để cái mâm lên phía trên, thức ăn rất là giản dị gọn gàng, muốn ăn thì một cái văn hóa mà rất là thân thiện. Tôi nghĩ ở trên bàn bia hơi á, khi mà người ta ngồi với nhau thì người ta phải vui với nhau. Bây giờ tôi nói nghe nè, đến lúc nào mà ông nhìn thấy mà ông tổng thống của Hoa Kỳ ngồi uống bia hơi với lại ông tổng thống Trung Quốc thì ông biết là lúc đó là cái thế giới này nó rất là hòa bình. Tại vì với mình bây giờ trong cái thế trận dầu sôi lửa bỏng thế này, tất cả những con đường nào, nhưng tất cả những con đường mà đi đến hòa bình ấy, thì đều có đi ghé ngang Hà Nội đây. Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại con thấy là đều các hội nghị đều có nhắm đến Hà Nội để tìm một cái sự yên bình ở đó, nơi đó. Đúng. Ok anh. Dạ, dạ. Thì riêng về chị An Nhiên thì chị An Nhiên xin cho chị An Nhiên cho xin một chút ý kiến về cái vấn đề mà anh này anh Anthony này anh đi vào Lăng Bác ngày hôm nay ạ. Nói về những nguyên thủ quốc gia mà đến Việt Nam thì hầu như người nào họ cũng có một cái sự kính trọng Bác tuyệt đối cả. Kể cả những người mà, nhưng nói thật luôn đó là kể cả những người mà đã từng có những cái sự hiềm khích với Việt Nam đi nữa thì họ vẫn không có thể nào mà có một cái lý do gì mà để cho họ không có một cái lý do gì để cho họ không kính trọng Bác cả. Trên thế giới hiện nay có rất là nhiều đất nước họ tạc tượng Bác, và với cái sự kính trọng đó, Bác là một người giống như là một người gọi là vĩ nhân của thế giới vậy đó các anh chị. Cho nên nói về Bác á, Bác là một cái nguồn cảm hứng mà vô tận cho tất cả những người mà gọi là có cái tâm của một con người đó, họ làm tượng, họ về Bác họ cũng làm rất là có tâm và đẹp, và khi họ viết một cái gì về Bác Hồ họ cũng đặt cái tâm.